Sau khi thi tốt đại học vào năm ngoái thì hiện tại mình đang theo học khóa 8 của chương trình liên kết đào tạo dự bị đại học giữa trường đại học xây dựng Hà Nội, Việt Nam và hai trường của Cộng hòa Liên bang Đức, đó là trường đại học Nordhausen và trường đại học Bauhaus Weimar. Lớp chúng mình có 21 bạn, trong đó có 14 bạn đến từ trường đại học xây dựng và 7 bạn khác đến từ các trường đại học khác. Tuy nhiên, khi vào chương trình, chúng mình đã trở thành một gia đình và có những giây phút học tập và vui chơi sảng khoái. Khóa học đã bắt đầu từ tháng 10 năm 2015 và trong thời gian đó, chúng mình được học hai kiến thức cần thiết. Thứ nhất là kiến thức về ngôn ngữ và những kỹ năng như là nghe, nói, đọc, viết. Và thứ hai là những kiến thức mà bạn cần khi bạn muốn sang Đức để đi du học, ví dụ như là những môn học thường ngày như là toán lý hóa hay là những kiến thức về xã hội, đời sống và con người Đức. Ở đây, chúng mình được các giáo viên từ trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia rất giàu kinh nghiệm giảng dạy. Ngoài ra còn có những giáo viên bản ngữ rất vui tính và giàu lòng nhiệt huyết. Vì thế, chỉ chưa đầy một năm từ chưa biết tí gì về tiếng Đức, chúng mình đã tự tin để tham dự vào kỳ thi dự tuyển vào trường Đại học Nordhausen. Außerdem sollen die Studenten von mir vielleicht etwas über die Kultur erfahren und mehr über die Aussprache und wie hört sich die deutsche Sprache an. Das heißt, sie sollen dem Klang näher kommen und ein Gefühl dafür entwickeln, wie hört sich die Sprache an und wie können wir versuchen, das selbst zu sprechen. Cô rất vui vì là cô đã được cộng tác với trung tâm. Từ những ngày mở dự án, như vậy là đã có 8 khóa học sinh của chúng ta học tiếng Đức thành công để sang Đức học đại học, sống và làm việc ở Đức. Ngoài những giờ học ở trên lớp với trang thiết bị và cơ sở vật chất rất là hiện đại, thì chúng mình còn được tiếp xúc với những phương pháp học rất là mới lạ đối với cả sinh viên của Việt Nam. Như là gần đây thì có những buổi học dã ngoại và trong đó thì chúng mình được giới thiệu với những danh lam thắng cảnh hay là nền văn hóa của Việt Nam bằng ngôn ngữ đấy là tiếng Đức. Lớp chúng mình còn có cơ hội tìm hiểu và thắt chặt tình đoàn kết hơn qua các hoạt động vui chơi ngoại khóa. Sau gần một năm học tiếng Đức, kể cả những bạn đã có thành tích cao trong học tập lẫn như những bạn chưa có thành tích cao như mong đợi đều đang nỗ lực phấn đấu trong một kỳ thi quan trọng nhất, đó chính là kỳ thi dự tuyển vào dự bị đại học Nordhausen. Sau kỳ thi này, các bạn sẽ mở ra một cánh cửa đến với đất nước Đức để du học. Mặc dù kỳ thi này rất khó khăn, nhưng chúng mình đã được trang bị kiến thức rất kỹ để có thể tham dự kỳ thi này. Vorteile sind, dass die Studenten zum Beispiel ihre Vorbereitung schon in Vietnam machen können. Dabei können sie in ihrer Familie bleiben. Sie können in Vietnam sicherlich auch mit weniger finanziellem Aufwand ihr Leben bestreiten. Und sie können hier zusammen mit guten Deutschlehrern, die in Deutschland auch Deutsch gelernt haben, Deutsch studiert haben, die deutsche Sprache lernen. Und es ist sehr gut, dass wir hier in Vietnam Partner haben, die diese Möglichkeit geben, den Nullkurs, den Kurs, den man beginnt ohne Deutschkenntnisse, durchzuführen bis zum Aufnahmetest am Studienkolleg. Und ein Vorteil für die Studenten ist, sie müssen nicht nach Deutschland kommen. Wir haben uns entschlossen, dass wir das leisten, was wir seit Jahren machen, dass das Studienkolleg in
Form meiner Person hierher kommt und den Aufnahmetest durchführt. Das ist ein großer Vorteil. Ein zweiter großer Vorteil ist, dass die Studenten hier schon lernen und erfahren, was auf sie zukommt, wenn sie in Deutschland sind und an einer deutschen Hochschule studieren wollen. Das liegt auch an den guten Lehrkräften, die Erfahrung haben, die sie aus Deutschland mitgebracht haben. Und diese Lehrkräfte können auch schon vermitteln, wie es in Deutschland sein wird. Denn die Studienkultur, die Lernkultur ist in Deutschland an den Hochschulen doch etwas anders als in Vietnam. So kann man einen nahtlosen Übergang schaffen. Das sind zwei von noch mehreren Vorteilen, die die Studenten in unserem Programm haben. Der achte Deutschkurs ist kaum endlich zu Ende. Die letzten 9 Monate war für mich eine gute Erfahrung. Wir haben nicht nur die deutsche Sprache gelernt, sondern haben wir auch ein bisschen über die deutsche Kultur erlebt. So jetzt im Auftrag meiner Klasse möchte ich zuerst Herrn Herfurth und seine Frau Vera, meine Lehrer, Frau Wen, Herr Bao, Frau Chang und Frau Nga, aber sie sind heute nicht da, und auch Herr Nikolai danken. Wegen Ihrer hilfreichen Unterrichten und so viele gute Tipps könnten wir heute hier sitzen, um diese Rede zu haben. Und zum Schluss möchte ich auch den Direktor Phạm Hùng Cường, den Vice Direktor von der UCE, Herr Xuân Anh, Frau Hoa, Frau Quyền und auch dieses Programm, Frau Hằng und Frau Phương danken.